Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai về phật. À, chúng ta mỗi ngày à, niệm phật khi à, mình à, có việc gì hoặc thói tâm gì một chút mình nhớ những câu chuyện à, của những người đi trước cũng là à, cái sự thúc đẩy mình để kiên nhẫn quyết tâm Thí dụ những câu chuyện của Hòa Thượng Hải Hiền hay là Sư đệ của Ngài Pháp Sư Hải Khánh Hoặc là Lão Đức Hòa Thượng Những câu chuyện niệm vật giảng sanh Là lưu danh hậu thế Nhất là những đức đọc công đoạn của Pháp Sư Hải Khánh Sư đệ Hòa Thượng Hải Hiền Vì ai đã từng đọc qua Câu chuyện đó thì ngắn lắm Nhưng mà thật sự gọi là lưu danh hậu thế à, lúc ngài còn sống ngài pháp sư hải khánh ngài khù khờ mình nói cái tiếng khù khờ với người niệm phật giảng sanh chắc chắn không khù khờ chắc chắn luôn mà trong sách thì giống như là ngài chịu thiệt quý vị nên tôi kêu ngài khờ rồi ngài bị uh, bệnh cà lâm nói chuyện cái 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 cà lâm Ấy chưa? Ừ. À, ngày ở trong chùa Người ta giao ngày công việc à, Giống như cực nhọc nhất Cái thờ đó khổ Người ta đi phân tiểu rồi ngày đi đổ Dọn nhà vệ sinh Và làm việc chân tay cực khổ nhất Có khi đi làm trễ về Người ta chưa ăn được cái gì Thì ăn cái nấy còn bữa nào người ta ăn hết, ta không chừa gì hết thì nhịn đói. Mà khi sống trong đại chúng thường ngài bị bắt nạt, bị ăn hiếp với vì xem thường. Nó tóm tắt là câu chuyện của pháp sư Hải Khánh là lúc ngài còn sống bị người xem thường, chê ngài khù khờ ngu dại nên xem thường ngài. Nhưng Ngài đặc biệt được một điểm là Ngài duy nhất niệm Phật Pháp Sư Hải Khánh duy nhất niệm Phật Và chuyện ghi rằng là Tuy Ngài cả lâm nhưng lúc Ngài niệm Phật Ngài niệm, Ngài niệm không bị cả lâm Lạ như vậy Và cả đời duy nhất niệm Phật Và rèn luyện được chữ nhẫn cực kỳ cao Tuy Ngài không biết chữ, không biết đọc sách vở gì Ngài chỉ biết niệm Phật thôi Nhưng Ngài là người rất tin sâu nhân quả đọc những câu đoạn mà khi ngài mà đi làm mà chó cắn ngài người ta người ta nhào vô người ta quýnh con chó ngày kêu đừng có đánh nó không có vị nghe những câu đoạn này phải để ý nha nó sâu sắc lắm á ngài kêu đừng có đánh nó thì tôi đã từng cắn nó bây giờ nó cắn lại tôi là què nhớ nghe câu cái câu này rất quan trọng luôn đó tôi đã từng cắn nó bây giờ nó cắn lại tôi là què nếu bị quýnh nó Thì tôi còn thiếu món nợ cắn nó Thấy không Ngày đi ngoài đường Xe đụng ngày văn vô lề Người ta thấy ngày hiền Ta còn lỡ ta chữ ngài Người khác bên ngoài Nhìn thấy chướng tay gai mắt Lỡ binh ngày ngày nói thôi khỏi Nghiệp chướng tôi rất nặng nề Nghiệp chướng tôi rất nặng nề để tôi trả cho xong phước cho rồi không, không có nghĩa là người ta nói ngày cù khờ nhưng quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ ngày không có một chút gì cù khờ rất là trí tuệ rất là trí tuệ luôn ngày không cần hơn thua đấu đá mà ngày chuyên nhất niệm phật ngày cực kỳ trí tuệ luôn quý vị nhớ nghe nên đây là chỗ đặc biệt Mà mỗi người Niệm Phật của chúng ta phải học Mỗi người niệm Phật của chúng ta phải học Rất nhiều người mình thông minh vô cùng Nhưng chưa chắc mình hành trì được như các ngài Không thể nào hành trì được Mình lấy cái sự thông minh mình đi hơn thua đấu đá Ai chỉ cần nói mình là mình sẽ trả treo lại mình Lý luận lại đủ cách Người ta không cần nói Người ta chỉ có niệm Phật nên khi Pháp Sư Hải Khánh ngày mất đi Thì ngày để là toàn thân xá lợ luôn Nên thờ ở chùa Phật Lai Có công đoạn nói rằng Lúc Pháp Sư Hải Khánh ai Có nghe lúc Pháp Sư Hải Khánh còn sống Ai cũng xem thường Nhưng khi ngày mất xong rồi Ngày để là toàn thân xá lợ Thì người ta lấy vàng Người ta ốp lên cái toàn thân xá lợ đó Để trên bàn thờ thờ thì người mỗi ngày lễ lại, những ngày 14, 15, 29, 30 thì làng quê thường đến lễ lại để cầu nguyện. Thì thấy có người rất là lạ, lúc còn sống thì thấy khù khờ xem thường chửi mắng, khinh chê. Nhưng khi ngày mất đi, ngày có những cái để lại rất thù thắng thì lại kính trọng và lễ lại khi ngày chết rồi. Quý vị biết cái đức của các ngài là khi các ngài chết rồi Các ngài để lại tấm gương Người này Phật Giáng Sanh Lưu danh hậu thế Cái đức, đây là cái đức lớn nhất này. Đây là cái quan trọng nhất này. Đó Nên người ta ghi lại Vài câu thôi Ghi lại vài câu thôi Nhưng mà lại là lưu danh hậu thế Bây giờ Thì toàn thắng sát lợi vẫn còn thờ Ở chùa Phật Lai không? Sư đệ Pháp Sư của Hòa Thượng ngay Hiền sư đệ hòa thượng ấy, còn câu chuyện mà của lão đức hòa thượng cũng vậy, một người cũng là không biết một chữ, nào cứ kỳ khu khờ, người mẹ thấy con của mình khờ quá, quá khờ, người mẹ thấy tội nghiệp con nếu sau này mẹ mất đi thì con sống làm sao đây, nên cho ngày đi vào trong chùa ở, mỗi ngày quét lá đa có cơm ăn, xin được sức gia. Thì vị thầy chủ trì nhìn á, Lão Đức Cái chữ Đức Ở Trung Hoa gọi là khờ quý vị. Khờ thua thiệt Nên đặt ngày là Lão Đức Là khu khờ Thì vị biết rằng là Vô vị chủ trì này Không có Sức gia cho cái Người này Kêu người này lợ Ngay vi đà Bồ Tát á, Đảnh lễ cầu sức gia với vị vi đà bồ tát đi là tượng vi đà bồ tát quý vị thì chỉ sao làm vậy lỡ là đó lại vi đà bồ tát xin được sức gia xuống tóc nhiều thôi thì vị chú trì dạy ông ông khù khờ quá không đọc sách vở gì được đâu không học được gì đâu từ hôm nay mỗi ngày cứ lại vi đà bồ tát niệm ai vi đà phật cứ lại phật ngay vi đà bồ tát bái vi đà bồ tát làm thầy ông khù khờ nhưng dạy ông một lần thì bản thân của ông hoàn toàn cung kính và lắng nghe thì biết rằng là cứ niệm có vật hiệu niệm suốt như vậy niệm niệm phật suốt luôn ông khờ đến mức mà người ta chọc ghẹo ông chọc ghẹo ông chỉ chỗ nào kêu ông lại đi ông hỏi có phật trong đó không ta nói có phật trong đó ông lại liền chỉ cần kêu ông dù lại đóng phân đi chăng nữa mà ông hỏi có phật không? Nên nó có phật ông cũng lại luôn nữa. khờ đến mức như vậy đó quý vị, cực kỳ ngu khờ luôn. À, tối về là ông đảnh lễ vi đà bồ tát. Còn lại thầy khi đi khắc thực kiếm được miếng cơm đem về thì kính lễ vi đà bồ tát, con mời thầy ăn cơm. Ngài chân thật đến mức như vậy đó quý vị. Khi mà ngài niệm phật nhiều năm như vậy, thì đến lúc ngài xuất gia, đến lúc ngài giảng sanh Thì Ngài thị hiện là Ngài hỏi người trong chùa Cái ngày đó ngày đó cứ hỏi hoài Cứ hỏi hoài Xong tới ngày đó rồi người trong chùa nói nó Tới ngày đó rồi đó Ông làm gì ông hỏi hoài Xong rồi nói à vậy tới ngày đó Xong bắt đầu ngày tắm thay đồ Rồi ngày ngồi ngày giảng sanh Ngồi giảng sanh tự tại luôn rồi xong có cái người ở vùng quê của ngài đi qua tỉnh thành khác thì thấy Ngài Ở bên tỉnh thành khác á Nói ủa Lão Đức sao Ngài qua đây Thôi đi theo tôi tôi dẫn về Ngài nói rằng Cứ về đi về sẽ biết Duyên ở nơi nào thì ở nơi đó Ngài đi Thì người ta về ra làng quê thì nói Lão Đức Ngài tịch lâu Thấy không Thì biết rằng Một câu Phật hiệu thôi chăng thật mà niệm Có nhiều người chê mình Khù khờ không hiểu gì Quý thấy những người đi trước chưa Rồi Hòa Thượng Hải Hiền cũng vậy luôn quý vị Đọc sách Hòa Thượng Hải Hiền quý vị thấy Chữ nhãn của các ngài Các ngài khổ vô cùng Các ngài rất cực khổ luôn Đâu phải cuộc đời của ngài sung sướng gì đâu Rất là khổ Gặp bao nhiêu sự trở ngại Bao nhiêu sự thử thách Đến nỗi mà người xuất gia mà người ta đưa vào Làm cư sĩ rồi Bắt phải ăn mặn đi chăn châu giữ dịch làm nhiều việc cực khổ cùng với quân chúng không à. còn khổ hơn chúng ta nữa chúng ta bây giờ làm cư sĩ ngoài đời mà quý vị mỗi ngày còn lên niệm phật được gì chồng hộ trì đi làm cực chết mồ kiếm tiền gì mình đây ngồi niệm phật tu hành đủ lo cho gia đình nhỏ chăm đứa con lang thang ở xung quanh mình nhiều thôi mà có khi mình mình có khi bực bội rồi đó à. Nếu mà không niệm Phật Có khi lang thang đến nhà xóm trên xóm dưới Nhiều chuyện nữa chứ Không yên đâu Nó... Nó khi mà gặp mà không biết tu Chồng đi làm gì đưa tiền Nó nay xong làm đem tiền gì ít chứ Thấy chưa Nó Còn người ta khổ té tu Gặp bao nhiêu sự trở ngại người ta nhẫn nại hết luôn Nên quý vị coi Hòa Thượng ngải Hiền Được Hòa Thượng Tình Không tán tháng cỡ nào chưa Quý vị để ý cái móc khóa chỗ này Mà quý vị tin tịnh độ và niệm Phật không bỏ cuộc nè Tôi biết Hòa tượng ấy thì Ngài không biết chữ nào hết Còn Hòa tượng Tịnh Không thì sao Thông tông thông giáo Người nổi tiếng khắp nơi trên toàn thế giới Hòa tượng ấy hiền thì không ai biết đến hết Nhưng Hòa tự Tịnh Không thì tán tán Hòa tượng ấy hiền hết Hết lờ luôn Mà Hòa tượng ấy hiền tịch đi Thì để lên toàn thân xá lợ Toàn thân xá lợ của Hòa tự ấy hiền là để lại Còn Hòa tượng Tịnh Không thì thông tông thông giáo giảng kinh thiết pháp khắp nơi trên toàn thế giới biết nhưng khi ngài giảng sanh thì cái thị hiện giảng sanh không bằng và thượng hay hiền quý vị hãy để ý cái móc khóa chỗ này nè nghe này là cái quan trọng đó đó ý muốn nói rằng cái chuyện của thượng tịnh không làm thế gian ít ai làm được tuy là tấm gương tuyệt vời nhưng mà ít ai làm được phật bồ tát cực kỳ từ bi thì hiện cái cho chúng sanh dễ lạc còn việc của Hòa Thượng Ngãi Hiền Thì mãi về sau 9.000 năm của thờ mạt Pháp Là tấm gương tuyệt vời nhất Mà chúng sanh thờ mạt Pháp Học theo Hòa Thượng Ngãi Hiền sẽ thành tựu Học Hòa Thượng Tịnh Không chưa chắc thành tựu Vì sao? Vì không làm được sao thành tựu Cái coi chuyện Hòa Thượng Tịnh Không làm khó ai làm được Ngày kết nạp tôn giáo Ngày dạy đệ, đệ tử quy Ngày giảng tất cả các kinh giáo Ngày làm tất cả phương tiện Chúng sanh cần những gì chúng sanh cần một chút ngày cũng làm nó rồi ngày muốn khôi phục lại văn hóa truyền thống ngày làm quá nhiều thứ nhưng trong cái làm của các ngài gọi gọi là ngày gom thâu là hết luôn tùy vào căn tính ai nhìn ra chỗ nào thì người đó thành tựu được chỗ đó nhưng cái người mình thì gom thâu lại xong chúng ta thành tạp rồi chúng ta không thành công nó quý vị để ý nghe Giống như một quyển sách của Ấn tổ cũng vậy nè Quý vị coi trong đó thôi Một quyển sách của Ấn tổ thôi Thì cũng đầy đủ tông giáo trong hết Thông tông thông giáo trong hết luôn rồi Quý vị mà chỉ cần gạo sơ qua Sách của Ấn tổ cái đi rồi quý vị sẽ thấy à Cái thông tông thông giáo của Ấn tổ Là ngay chỗ nào quý vị biết không Là ngay chỗ là mỗi một cái tông môn tu Hỏi ngày ngày trả lời Mỗi một tông môn tu hỏi ngày ngày trả lời Mỗi một người học giáo Mỗi một người niệm Phật Mỗi một người các tôn giáo Mỗi một người học cái môn gì Hỏi ngày ngày trả lời hết Thì ngày trả lời con người là tùy thuận con người Thì ở trong đó gọi là thông tông thông giáo Nên đọc sách của Ấn Tổ phải chọn ra mục tiêu Nên Ấn Tổ ngày nhấn mạnh mục tiêu cho người tu tịnh độ chúng ta Khi ngài nhập thất hơn 30 năm Ngài bước ra khỏi lưu thất Ngài để lại một câu cho chúng ta Cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất Chỉ trong hồng danh A-di-đà mà người tu tịnh độ chúng ta thì ít ai để ý như vậy Tuy là các ngài giảng dạy hoặc là nói ra rất nhiều sách vở Nhưng cái câu mấu chốt cực kỳ quan trọng luôn là Cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất Chỉ trong hồng danh A-di-đà Đó là cái cực kỳ quan trọng Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp Niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm Thấy những câu mà cực kỳ quan trọng cho người niệm Phật chúng ta chưa nên từ đó mình đã gặp phu môn định độ rồi thì những điều này là những điều cực kỳ quan trọng bởi vì giữ được cái tâm niệm Phật. Không bị dao động khi nghe người này nói này, người kia nói kia nói nọ. Dù một vị tu rất nhiều chục năm đi chăng nhưng họ nói này nói kia nói nọ chúng ta vẫn duy trì được tâm mình không phản bác. Vì sao? Vì chúng ta chọn cái cái người đã thành tựu đi qua mà chúng ta nhắm giúp học. Hiểu chưa? Dù là họ tu nhiều chục năm nhưng niệm Phật thì họ không niệm. Niệm vọt hoặc không niệm thì không tính vào cái tu tịnh độ chuyên nhất. Chúng ta tính vào người tu tịnh độ chuyên nhất để thành công. Chúng ta không tính được người tu nhiều năm mà lang thang đủ thứ. Nên quý vị phải có cái góc độ và trí tuệ để chọn pháp tu gây dựng mục tiêu cực kỳ kiên cố mà không bị dao động tâm. Nếu như không khéo quý vị trong thời cuộc này, bữa nay tu môn này thì nghe cái này, ngày mai tu môn nọ nghe cái nọ bị đi lang thang. Cuối cùng quý vị mất phương hướng Mắc phương hướng 5 năm, năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau Quý vị vẫn thấy những đức nói câu này Tới khi những đức chết đi Những đức giảng niệm vọt để sanh cực lạc Còn người ta thì biết rất nhiều thứ còn những đức 5 năm, năm sau cũng là niệm Phật cầu sanh cực lạc dẫn là thằng khờ 10 năm sau những đức vẫn niệm Phật cầu sanh cực lạc dẫn thằng khờ Tới khi những đức chết đi hoặc hay là nước những đức gì cực lạc Thì lúc đó quý vị sẽ biết cái người tùm lum tùm la không biết đi đâu Tại vì sao? Mắc phương hương Nên quý vị cố gắng niệm Phật Để chúng ta quyết chí bám chắc câu vật hiệu Để chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau quý vị Chúc quý vị an lạc an di Đạo Phật